Hội sách mùa thu năm nay đang thu hút rất nhiều độc giả tại Hà Nội tham quan và lựa chọn những loại sách mà mình yêu thích. Với những mức giá hấp dẫn dành tặng bạn đọc, hội sách thu như một lời tri ân đến toàn bộ độc giả đã ủng hộ và yêu thích sách của các nhà xuất bản trong nước. Không chỉ thu hút các bạn học sinh, sinh viên, hội sách thu còn hấp dẫn rất nhiều em nhỏ tham gia. Nhiều phụ huynh rất phấn khởi đưa con em mình đến đây, không chỉ là mua sách mà còn là hướng đến mục đích gieo cho con mình tình yêu với sách. Đây, cháu thì cháu thích về khủng long và một số các loại vật, thì tầm này thì chưa đọc sách được nên là rất là thích tìm hiểu và hỏi mẹ những cái mình chưa biết. Mình mong muốn là cháu được ra ngoài tiếp xúc với mọi người, và cũng một phần là cũng muốn cho hướng cho cháu là tiếp xúc với sách và có sự yêu thích. Trong hội sách thu, các loại sách được giảm giá như lời tri ân cho bạn đọc. Các nhà sách có nhiều hoạt động để thu hút người tham gia, cung cấp những nguồn thông tin bổ ích cho bạn đọc. Cụ thể, như nhà sách Thái Hà Book cho biết, ngoài việc giảm giá sách thì còn có rất nhiều hoạt động kết nối bạn đọc dành cho nhiều lứa tuổi khác nhau, như chương trình giao lưu, nhà máy sản xuất niềm vui, chọn sách gì cho con khi chưa biết đọc. Mình thấy khá là phong phú, có đầy đủ cho con, cho bố mẹ và nhiều lĩnh vực. Với sứ mệnh mang văn hóa đọc đến mọi nhà, mọi người, hội sách thu mong muốn sẽ đưa sách tiếp cận đến bạn đọc dễ dàng hơn. Hội sách sẽ kết thúc vào ngày hôm nay, 13 tháng 8 năm 2017.